Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một tỳ kheo ni bất khả tư nghị, nữ tăng tu hành của Phật gia, đã tu thành quả vị A-la-hán. Có một lần, bà đã tự thuật lại quả báo thiện ác đã tạo trong những đời trước của mình cùng với những tỳ kheo ni khác. Trước đây, bà từng là vợ của một vị trưởng giả, gia cảnh giàu sang, nhưng vì bản thân bà không sinh được con trai nên đã sinh lòng đố kỵ với tiểu thiếp đã sinh hạ được con trai. Thế là bà đã âm thầm giết chết người con trai đó. Tiểu thiếp oán hận chửi mắng, bà liền lên tiếng phát lời thề độc với người tiểu thiếp rằng: "Nếu như đúng ta đã giết chết con trai của nhà ngươi, như vậy chồng của ta sẽ bị rắn độc cắn chết, con trai của ta thì sẽ bị nước lớn cuốn đi, bị sói dữ ăn mất, thậm chí ta sẽ ăn thịt con của chính mình, thân thể ta sẽ bị chôn sống, cả nhà cha mẹ đều sẽ bị lửa thiêu chết." Chẳng bao lâu sau thì bà chết đi, liền bị đọa vào địa ngục, cái khổ phải chịu là không sao kể hết được. Tội ở địa ngục thọ nhận xong, chuyển sinh thành con gái của bà La Môn, vốn là dòng dõi quý tộc. Sau khi lớn lên, được gả làm vợ người ta. Khi mang thai lần thứ hai được 9 tháng, cùng với chồng về nhà cha mẹ sinh con ngay trên đường đi, ngủ dưới gốc cây. Lúc này, con rắn độc ở đâu xuất hiện, cắn chết người chồng của cô. Cô đã khóc đến chết đi sống lại. Sau đó, cô một tay dắt theo đứa con lớn, một tay bồng lấy đứa con nhỏ, vừa khóc vừa đi. Nhìn thấy phía trước là một dòng sông lớn, không có thuyền bè qua lại. Cô liền để đứa con trai lớn ở bên này, bế đứa con nhỏ đi qua trước, bỏ nó ở trên bờ rồi quay lại đón đứa con lớn. Đứa con lớn nhìn thấy mẹ đến, liền vội vàng đi xuống nước, đến ôm chầm lấy mẹ. Nào ngờ lại bị một dòng nước lớn cuốn đi. Cô quay người lại, lại đi ôm đứa con nhỏ. Nhưng đứa con nhỏ đã bị sói ăn mất rồi, máu thịt đầm đìa ra đó. Người phụ nữ tức khắc cảm thấy đau đớn, tựa như ruột gan đứt đoạn. Trên đường gặp được một người vốn quen thân với cha mẹ cô. Cô liền đem những thống khổ của mình kể cho người đó nghe, rồi hỏi thăm cha mẹ mình thế nào. Người kia nói, mấy ngày trước xảy ra hỏa hoạn, người trong nhà đều bị thiêu chết hết cả. Về sau, cô lại tái giá với một người khác. Trong lúc mang thai, chuẩn bị sinh con, người chồng say xỉn về nhà. Bởi vì người phụ nữ đang lúc sinh nở nên không ra mở cửa được. Người chồng tức giận đạp cửa đi vào, bắt lấy nữ nhân đánh đập không thương tiếc. Sau đó liền đem đứa con nấu chín, ép cô phải ăn hết. Nữ nhân sợ chồng, gượng ép bản thân ăn một miếng, nỗi đau thật là thấu tận tâm can. Vì vậy, cô liền chạy trốn khỏi chồng, đi đến nước Ba La Nại, ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Gặp được một người đàn ông có vợ vừa mới mất, liền kết thành vợ chồng. Qua mấy ngày sau, người chồng đột nhiên chết đi. Thời bấy giờ, pháp luật của nước này quy định, nếu như lúc còn sống, vợ chồng tương ái, người chồng sau khi chết đi thì người vợ nhất định phải tuẫn tán theo. Thế là cô liền bị chôn sống. Ngay sau đó, có một nhóm đạo tặc đến đào mộ cướp của. May thay cô vẫn còn chưa tắt thở nên đã được cứu sống trở lại. Trong lòng cô nghĩ rằng, kiếp trước mình đã tạo nên tội nghiệp gì, chỉ trong vòng mấy ngày lại gặp phải những tai họa bất ngờ như vậy. Cô nghe nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp ở Chỉ Hoàng, liền đi bái kiến Đức Phật, cầu xin được xuất gia. Bởi trong một đời trước, cô đã từng bố thí đồ ăn nước uống cho một vị Bích Chi Phật phát nguyện tu hành, vậy nên kiếp này đã có thể gặp được Phật, về sau đã tu thành La Hán. Chu Thị Án nói, một là khẩu thị tâm phi, phát lời thề độc, gieo phải nhân ác. Một là bố thí phát nguyện, mong được xuất thế, gieo hạ nhân lành.
Chỉ trong vòng mấy ngày, liên tiếp gặp phải tai họa bất ngờ như vậy. Báo ứng quả thật là đến rất mau lẹ. Về sau, gặp Phật xuất gia, cuối cùng tu thành La Hán. Vậy nên mới nói rằng, họa phúc vốn không có cửa, chỉ là con người tự mình rước lấy mà thôi. Quả báo thiện ác như bóng theo hình, ai cũng đều không thể ngoại lệ. Nguồn gốc của lời thề. Thề ước có từ rất lâu đời, từ xa xưa, người ta biết thắt nút sợi dây đỏ thời ban sơ để trao cho nhau làm tin. Thề ước đặt nặng chữ tín và tình cảm của con người. Đất nước Việt Nam ảnh hưởng hoàn toàn từ văn hóa Trung Hoa, với niềm tin rằng con người ta tồn tại trên cuộc đời phải giữ chữ tín. Người không giữ chữ tín không thể làm được gì hết, cho nên sự đính ước hay thề ước ngày xưa trở thành điều gì đó thiêng liêng, cao cả hơn bao giờ hết. Từ lời thề ước, con người kẹt trong khổ đau, huống chi lời thề ước đó trong tuổi trẻ, vì đó là tham ái thôi thúc con người. Tâm thức của chúng ta nếu không dừng lại sẽ không nhận ra dòng chảy của ái dục, và đó là nguồn gốc của nghiệp. Nghiệp báo lời thề do đâu mà có? Thề là cách củng cố niềm tin, thỏa mãn những nhu cầu của bản ngã, muốn có được tài sản, địa vị, thỏa mãn cơn ghen hờn. Cho nên động lực đã đưa ra những lời thề thốt đều có dáng dấp của ngã chấp. Do ngã chấp này, chúng ta không đủ định lực để chiêu phục nó, hay là để khống chế nó, lập tức những hỷ nộ ái ố sẽ buông ra. Sự thật là sau những lời thề, chúng ta chỉ nhận được sự lo lắng, cho dù chúng ta được danh vọng, địa vị, thậm chí trái tim của người kia, khi đó cũng là tạo nghiệp vì có sự tham dự của tâm phân biệt, gọi là vọng tâm, tức là cái tâm ác, tâm xấu. Chính những niệm xấu, tâm độc khởi lên nên dù chỉ một lời thề, một ý niệm hướng về lời thề thốt thì tất cả đều tạo nghiệp. Cố nhiên, nếu thực sự bạn không làm điều ấy thì đúng như bạn nghĩ, chẳng có gì phải sợ cả. Nhân quả ở đời rất phân minh, con người có thể dùng mọi thế lực để vu cáo, ức hiếp lẫn nhau nhưng không thể tránh khỏi quả báo. Thời gian sẽ phơi bày tất cả những sự thật. Những nghiệp báo lời thề đó sẽ đến trong cuộc sống này hoặc giả là cuộc sống kế tiếp không thể kết thúc được. Mình sống ở cảnh giới này, bên cạnh những chúng sanh chưa siêu thoát vẫn còn đâu đây? Cảnh giới này là cảnh giới phàm thánh cùng ở chung, hay còn gọi là ngũ thú tạp cư địa, tức là nơi tất cả chúng sinh ở lẫn lộn với nhau, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Làm sao chúng ta biết được ai xấu, ai tốt? Cho nên khi chúng ta phát ra một lời thề, lời nói đó đầy những sân hận, lập tức có những chúng sinh này họ chứng biết, và khi mình làm sai, những người không tốt làm cho chúng ta bị tương ứng như thế. Cách hóa giải những lời thề. Dưới cái nhìn Phật giáo, lời thề không mang lại lợi ích gì, nó chỉ là chiếc áo đẹp để bao bọc lại một thân thể ghẻ lở, những ý niệm sân hận và si mê. Nên hiểu một điều rằng tất cả đều do nhân quả chi phối, chứ không nên thề thốt làm gì. Không thể trốn tránh khi nghiệp tới, nhưng nghiệp tới không nên ngồi than thân trách phận. Cho nên nghiệp báo lời thề rất nguy hiểm, trong khi chúng ta hay thề để mà khẳng định mình, khẳng định cái tôi, để thỏa mãn bản ngã tham ái mà thôi. Mà hễ thề là dễ vướng vì có sự chiêu cảm của nghiệp báo. Để hóa giải, không có gì khác hơn là chúng ta phải thành tâm sám hối những gì mình đã tạo ra. Chúng ta phải ăn năn những gì mình đã làm. Chúng ta chỉ nên thể nguyện để chỉ còn lại tâm từ bi. Đây là cách chúng ta bắt đầu nhìn lại cái nghiệp đã tạo ở chiều hướng bất thiện đó để chuyển đổi nó. Khởi lên bốn tâm nguyện sau là tâm nguyện của một Bồ Tát. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Chúng sanh nhiều không kể xiết chúng ta độ. Đưa người đó qua sông đau khổ đến bến bờ bình yên.
Con nguyện giúp đỡ những ai mà con có duyên gặp gỡ trong cuộc đời này, không phân biệt người đó là thân, là thù, thương hay ghét, người hay súc sinh. Con nguyện giúp đó, người khác đó đi qua khổ đau để được bình yên, để chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Chúng ta quên đi một điều, tất cả chúng sanh đều chịu khổ như nhau, nên chúng ta muốn giúp họ thoát khỏi khổ đau, chúng ta chỉ khởi lên cái tâm bình lặng, cái tâm không phân biệt. Phiền não vô tận, thể nguyện đoạn. Có nghĩa là chấm dứt phiền muộn, chúng ta không còn phiền não mới đủ phát huy được từ bi và trí tuệ mới độ được chúng sanh. Hay nói đơn giản, mình hết bệnh mới đủ sức khỏe kéo người đang bệnh lên. Mình hết phiền não mới đủ tư cách để giúp người khác thoát khỏi phiền não. Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Có nghĩa là chúng ta phải học hết các pháp môn. Thực ra tất cả các pháp môn là một pháp môn. Một là tất cả. Tất cả là một, vì tất cả là mục đích chung giúp cho hành giả giải thoát. Giống như trăm sông bắt từ nhiều nguồn, từ nhiều lạch khác nhau, nhưng cuối cùng đổ về đại dương mênh mông. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, nghĩa là khi hóa giải phiền não tự tâm, những người xung quanh cũng muốn noi gương theo chúng ta. Để mọi người tin mình khó vô cùng, không phải ước hẹn, mà sống với tâm bao la, bình đẳng, không phân biệt, để phiền não trong cuộc đời này lui bước. Một vị thầy đã kể rằng, không hiểu sao, vẫn ăn ngủ khỏe mạnh bình thường, nhưng vẫn không thể béo lên được. Nên thầy lên nhờ chư tăng của chùa Thỉnh Oan Gia trái chủ, và câu chuyện nhân quả của thầy như sau. Cách đây 63 kiếp về trước, sư thầy là một cô gái, còn vong linh là một chàng trai. Họ rất yêu thương nhau và quyết định gắn bó với nhau suốt đời. Sau khi lấy nhau, tình cảm của họ ngày càng trở nên keo sơn, bền chặt. Đêm nào, hai người cũng ra trước sân, ngửa mặt lên trời và nguyện ước rằng: xin trời cao chứng giám, chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp sống bên nhau. Nếu kiếp sau, hai chúng con, người này được làm người mà kẻ kia không được làm người, thì nhất quyết chúng con sẽ không lấy ai. Khi chúng con đau bệnh thì sẽ tự chăm sóc cho nhau, nếu chết thì sẽ chết cùng nhau. Thời gian thấm thoát trôi qua. Một buổi sáng nọ, nỗi bất hạnh chợt gõ cửa nhà đôi vợ chồng trẻ. Sau khi ngủ dậy, người vợ bỗng bị liệt hai chân, không thể bước xuống giường đi lại được. Và căn bệnh bại liệt đó kéo dài mãi đến gần nửa năm. Người chồng vẫn một mực thương yêu, chăm sóc cho vợ rất chu đáo, không một lời than vãn. Nhưng căn bệnh quái ác đã nhẫn tâm phụ lòng người chồng, khiến cho người vợ dần dần bị liệt bán thân bất toại. Người chồng vì đau xót và quá thương yêu vợ nên bế vợ ra quỳ giữa trời kêu khóc mà thề nguyện rằng: trên trời cao có bao nhiêu ông sao thì tình yêu của con dành cho vợ con đầy đủ bấy nhiêu. Chúng con đời đời kiếp kiếp chỉ lấy nhau thôi, ngoài ra không lấy ai khác. Nếu kiếp sau hai đứa chúng con, người này được làm người mà kẻ kia không được làm người, thì nhất quyết không lấy ai, chúng con sẽ đi tu. 3 năm sau, người vợ ốm yếu qua đời, người chồng cũng tự tử vì quá đau buồn. Vậy là họ đã được chết cùng nhau, cùng ngày cùng tháng như lời họ đã thề nguyện. Nhưng họ không được ở bên nhau mãi mãi. Trong 63 kiếp kể từ đó cho đến nay, chỉ có 2 kiếp họ cùng được làm người, được làm vợ chồng và tiếp tục chết cùng nhau. Tất cả các kiếp còn lại, cứ người này làm người thì người kia làm vong linh. Họ cứ hoán đổi cho nhau mãi như vậy cho đến kiếp này. Vì nhân duyên thề nguyện như vậy, cho nên kiếp này, người vợ trong kiếp xưa chính là thầy và người chồng trong kiếp xưa nay là vong linh, vẫn đi theo sư thầy, tác động khiến cho thầy gầy như một thây ma. Và trong kiếp hiện tại, đúng như lời nguyện của sư thầy không lấy ai và đã đi tu để không san sẻ tình cảm cho ai.
Sư thầy năm nay đã ngoài 50 tuổi. Thầy tâm sự là lúc còn thanh niên, thầy đã từng trải qua mấy cuộc tình nhưng không thành. Và nguyên do là vong linh họ tác động đuổi mấy cô gái kia đi và khiến cho thầy có ý tưởng đi tu. Vì vậy cho nên sư thầy đi tu vì nghiệp lực của lời nguyền năm xưa chứ không phải đi tu vì lý tưởng giải thoát. Người nào chẳng nói lời hai lưỡi thì không có chuyện rắc rối, từ trong gia đình, dòng họ, cho đến bà con lối xóm, bạn bè, kẻ xa người gần được kính mến. Người đó đi đến đâu cũng được tiếp đón tử tế, dù gặp chuyện khó khăn thế nào, vẫn dàn xếp được dễ dàng, lại hưởng được phước lành, thân tâm an lạc, quyến thuộc trên thuận dưới hòa, lòng tin kiên cố, không ai phá hoại được. Lại chẳng xa đường dữ, đời đời sanh ra gặp được thầy lành, bạn tốt, tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận tiện cho mình tiến tu cho đến ngày thành công đắc đạo. Trong Kinh Thập Thiện Phật dạy, nếu ai xa lìa nghiệp hai lưỡi, thời thành tựu năm pháp không thể phá hoại. Một, được thân bất hoại, không ai hại được. Hai, được bà con bất hoại, không ai hại được. Thứ ba, được lòng tin bất hoại. Thứ tư, được pháp hạnh bất hoại, chỗ tu hành kiên cố. Thứ năm, được thiện trí thức bất hoại, không dối lừa nhau. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được quyến thuộc chân chính, tà ma ngoại đạo không thể phá hoại. Ngược lại, Kinh thành thật nói, nếu ai đem lòng ác xúi người gây gỗ, đánh lộn, mắc tội rất nặng. Đời đời gặp toàn quyến thuộc hung dữ, sát phạt lẫn nhau, lại bị người ngoài chăm chích, phá hoại, làm cho gia đình chồng họ chịu cảnh chia ly. Kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo Phật dạy, làm người hay nói lời đâm thọc, tuyên truyền điều xấu của người, chết đọa địa ngục, bị quỷ sứ rót nước đồng sôi vào miệng rồi cắt lưỡi, mãn kiếp địa ngục sanh làm ác điểu, người nghe thấy tiếng kêu ai cũng sợ, trù rủa cho nó chết. Khi được làm người, tâm thường tán loạn, lại bị kẻ khinh người hại, khổ não triền miên. Than ngôi, nghe lời Phật dạy, chúng ta phải biết sợ hãi hổ thẹn, tinh tấn tu hành, cầu xin sám hối, tẩy trừ tội lỗi. Cổ đức than rằng, ác nơi khẩu thứ năm lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chừa đi hương đảng bớt rầy, dùng sự thiệt giải bày tâm trí. Người choảng nhau tại mình gia vị, mà cũng không hưởng được lợi danh. Sao rõ ra chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. 6. Không nói lời ác khẩu. Ác khẩu là lời nói hỗn ẩu, cọc cằn, thô lỗ, chửi rủa, mắng nhiếc, nhục mạ, cho người ta là đồ ma quỷ, ngu si như trâu, bò, heo, chó, hoặc hăm dọa đánh đập, giết hại người. Đó gọi là ác khẩu. Phật cấm nói lời độc ác, vì nó làm cho người nghe khó chịu, buồn khổ, hổ thẹn, tủi nhục. Thế là ta đã tự bóp chết tình thương rồi. Thử nghĩ mình bị ai nói chạm tự ái một chút, liền phiền giận không nguôi. Tại sao ta lại vì một chút lỗi lầm của người mà sanh tâm cố chấp, chửi mắng, quỷ nhục làm chi, cho thêm thù, dương oán. Vì thế, Bồ Đề Lão Tổ dạy, lời nói chẳng lành, nhã hòa liên thanh, nói không độ lời, thường sanh tai biến, hay là quả tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Thần khẩu hại xác phàm, nói bậy bạ mang họa vào thân. Như chuyện vào thời Chúa Nguyễn, Đỗ Thành Nhân là vị tướng tài. Một hôm ông nói, lệnh của ta tức là lệnh vua. Khi lời nói đó đến tai Chúa Nguyễn, ngài liền nổi giận cho triệu về triều hỏi tội, rồi đem ra pháp trường chém đầu. Muốn cho yên thân, ít nước lợi nhà,
khi nói ra phải thật thà êm dịu, bởi con người ta bất bình nhau vì có kẻ khác hơn mình. Nếu mãi hơn thua, ắt ta bị hại, thêm sa cơ lại bị xích xiềng tù tội tử hình. Chuyện trên để cảnh giác cho những ai thích nói bướng càng, không suy xét đo lường hậu quả của nó, hãy lấy đó mà suy. Ở đời tôi thấy có nhiều người lúc nào cũng muốn mọi người tán thán khen ngợi mình, nhưng trái lại đi nói trên đầu trên cổ người ta. Nếu là người hiền thì nhịn, gặp kẻ dữ họ đánh, nói sao gặp chuyện chẳng lành. Chúng ta nhìn ra ngoài xã hội cho đến trong gia đình, có nhiều khi ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu bất bình nhau điều gì đó, liền tìm đủ mọi cách gây gỗ, chửi rủa tay đôi chưa đủ, lại đem ông bà hai bên ra chửi tan nát, nào là đập đồ, đốt phá, lập bè, kết đảng, chống đối, đấm đá, đâm chém, làm cho cả xóm náo động. Kết quả đôi bên đều bị tổn hại, khi đó ăn năn đã quá muộn màng. Người xưa từng khuyên, chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Hay là bằng như lời ấy thốt ra, là buồn kẻ khác thì ta xin đừng. Quý vị nên biết, lời nói giống như ly nước đổ rồi hốt lại sao đầy, cũng như mũi tên bắn ra không rút lại được. Một lời nói quấy, cho dù sau này có xin lỗi, người ta dễ tha thứ cho nhau, nhưng khó quên đi dĩ vãng. Mỗi khi buồn họ nhớ lại hết. Cũng một lời nói phước đức vô lượng, đồng thời cũng một lời nói lại mang tội vô số. Nhất là những ai giàu sang chứ có cậy thế ỷ quyền, hà hiếp người nghèo khổ ngu dốt chẳng chút xót thương. Hãy nghe qua bài kệ nhân quả sau đây. Bắt tôi tớ nặng nề công việc, nhưng lương tiền keo kiệt không cho. Có lỗi lầm chửi mắng ung sùm, thêm đánh đập khác nào con vật. Mới kiếp trước đánh đòn đứa tớ, kế kiếp sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn, mạnh thời nở trước, yếu tồn lại sau. Lão tổ cũng nói, hành hạ tôi tớ, con cháu suy đồi, đánh đập chửi người, thường sanh tai biến. Trên đời có một số người ý mình có quyền thế ngoài xã hội, ý mình có quyền cao tước trọng cả, rồi nghĩ rằng kẻ dưới không được quyền phát biểu ý kiến. Mỗi khi nói chuyện với cấp dưới, không cần giữ phép lịch sự, họ hay cướp lời, lý luận độc đoán, nạt nộ cấp dưới trước mặt nhiều người, công khai vạch lỗi, nói xấu kẻ khác, thậm chí còn ra oai đánh đập thuộc hạ trước mặt đám đông để tỏ vẻ ta đây. Đấy là thứ thất nhân tâm, tạo mầm phản trắc. Cử chỉ hành động của họ như mũi tên ngược tẩm thuốc độc, mỗi lần bắn sang cấp dưới là mỗi lần phóng trở lại họ, hậu quả của nó rất nghiêm trọng. Như có anh quân nhân bị kết án 20 năm khổ sai vì tội cố sát. Người ta hỏi tại sao anh giết người, anh nói, vì thượng cấp hách dịch, ý mình làm lớn, chửi mắng, đánh đập tôi trước mặt mấy người đẹp của ông để lấy le. Tôi bị nhục, sẵn vũ khí trên tay, tôi cho thượng cấp mấy phát. Sở dĩ thượng cấp mất mạng là vì không biết giữ thể diện cho thuộc hạ. Lại có nhiều ông chủ, bà chủ sai khiến nạt nộ người giúp việc để ra qua với khách, đó là điều thất nhân tâm nhất. Cậy tài, cậy khéo, khoe hơn, đừng cậy có của, đa ngôn quá lời. Của thì mặc của ai ơi, đừng cậy có của, coi người như rôm. Ca dao. Lại có những hạng người do thất học từ bé, lại ở gần với những đứa lưu manh côn đồ, chưa từng được học phép lịch sự tối thiểu. Những thói quen ăn nói, cư xử cố ý xúc phạm kẻ khác một cách tự nhiên, mà họ không cảm thấy hối hận để xin lỗi. Khi nói chuyện với ai, họ nói giọng móc lò, móc họng, nói xiên xỏ, nói phủ đầu, nói giọng cầu cao, giọng kẻ cả. Họ quen ăn nói thô lỗ, sổ sàng, tục tiểu một cách tỉnh bơ. Cũng có một số người bình dân hoặc trí thức, khi nói xong điều gì đó,
làm cho đối phương bực tức, họ lấy đó làm hả dạ. Trong cách ứng xử của người có lương tâm đạo đức, khi nói lỡ lời hoặc vô tình có cử chỉ làm mít lòng ai, họ nhận thấy mình thất lễ, ăn năn sám hối, lo xin lỗi đi, xin lỗi lại bao lần, mà vẫn còn lo sợ mình làm người ta buồn phiền. Kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Ca dao. Muốn cho kẻ khác không quán ghét ta, thì phải biết tự kiềm chế, đừng cư xử hồ đồ, suồng sã, hỏi những câu quá tò mò đến đề tư của người khác. Chớ nói nặng lời xúc phạm đến ai, đừng đi đầu này đầu nọ rêu rao những khuyết điểm của người ta. Như thế họ sẽ quán ghét ta. Biết bao nhiêu trường hợp giao tế mà ta thiếu tế nhị, không lịch sự, chỉ cần nói lỡ một hai lời là ta bị người nghe ngờ vực, sanh ra ác cảm với ta ngay. Bản chất con người thường mang theo trong mình một ông thần chuyên môn chọc cho kẻ khác ghét ta cực độ. Ông thần ấy có tên là tự ái. Từ hạng bình dân cho đến trí thức, ít nhiều đều bị ông thần tự ái ngượng trị. Nếu không khéo động đến, ông ta sẽ nổi cơn lôi đình, giáng họa xuống rất là nguy hiểm. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Nếu không khen được thì cũng đừng có chê một cách trắng trợn. Đó là một trong vô số cái khó của xử thế, khiến cho Khổng Tử than thở: vì nhân nan, tức là làm người khó. Chúng ta thường hay chê trách những tên lưu manh giết người cướp của, phải xử bắn nó, nếu không thì xử tù chung thân. Sao ta không nghĩ rằng, nhiều khi do hoàn cảnh đứa bé đó đã không có ai nuôi dưỡng, phải chung sống những đứa lượm bọc, đánh giày, ban ngày thầu đồ thừa trong các tiệm ăn, ban đêm ngủ bờ, ngủ bụi, chịu đói, chịu khát, khổ quá. Nên chúng học cách móc túi, giật đồ, đâm thuê, chém mướn. Sinh trưởng trong hoàn cảnh bất hạnh như vậy, liệu ta có tránh khỏi những tật xấu như họ không? Nếu gặp kẻ ác nhân, thay vì vội vã đả kích họ, ta nên nói: nhờ ơn trời Phật kiếp trước độ mình, biết lo tu hành, nên kiếp này sanh ra trong hoàn cảnh tốt đẹp. Nếu không thì mình cũng giống như họ. Vậy muốn sửa lỗi người khác, ta đừng nghĩ rằng ai cũng được may mắn như ta. Hãy chịu khó tìm hiểu nguyên nhân tại sao họ lại cư xử như thế, tạo điều kiện giúp đỡ bằng vật chất lẫn tinh thần, rồi lần lần khéo hướng dẫn họ trở về con đường lành. Trong kinh gọi đó là bố thí và ái ngữ nhiếp. Việc làm đó phước đức quả thật vô lượng vô biên. Trên đời có nhiều người hay than rằng: sao tôi nói ra cái gì ai cũng không nghe, thậm chí con cháu cũng chẳng vâng lời. Tại vì khẩu nghiệp của họ không có thanh tịnh, mỗi khi mở miệng ra là chửi rủa, nên tổn giảm phước đức, nói không ai nghe là vậy. Là Phật tử phải sáng suốt thấy cho rõ tai họa của ác khẩu, mà cố gắng huân tập lời nói thiện lành. Cho dù nói với con thú cũng nên nhỏ nhẹ. Nếu như mình chửi con vật như thế lâu ngày thành thói quen, sẵn trớn chửi luôn người xung quanh, chính cái nhân đó nó đưa mình vào quải dữ. Trong luật nói, có chú Sa Di chê cười vị tỳ kheo tụng kinh như tiếng chó sủa mà bị đọa làm chó 500 kiếp. Một lời nói dữ mắc báo biết dường nào. Kể kinh dạy rằng, con người có búa để sẵn trong miệng, nói lời nói dữ là tự chém lấy thân mình. Nhất là phái nữ thường hay gắt gỏng, la lối, chửi rủa ôm sòm. Họ nghĩ chửi qua rồi thôi, không có gì xảy ra, nên tha hồ chửi mắng. Không có đơn giản như thế đâu. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện sau đây thời sẽ rõ. Chuyện kể, một hôm có mấy cô thiếu nữ đi chùa lễ Phật, thấy đống phân chó trước chánh điện, ai nấy bịt mũi bỏ đi. Chỉ có một cô ở lại, tay vừa hốt, miệng chửi đồ mấy con kỹ nữ không hốt phụ tao. Chỉ chửi thế thôi, kiếp sau bị quả báo, sanh làm gái lầu xanh. Nhưng nhờ phước hốt phân trước điện Phật,
nên thân hình cô sạch sẽ, hai tay mịn màng xinh đẹp. Đó là nhẹ. Nặng bị đọa làm cá trăm đầu như chuyện trong kinh Hiền Ngu sau đây. Thuở Phật còn tại thế, một hôm ngài cùng chư vị sa môn đi du hóa đến Tỳ Xá Ly, ngồi nghỉ bên dòng sông Lê Việt. Gần đó có một nhóm người đánh lưới kéo lên được một con cá, trong mình nó mọc ra 100 cái đầu. Thấy cá lạ, ai nấy xúm lại xem. Phật cùng chư tăng đến nơi nhìn cá. Phật hỏi: "Có phải ngươi là Ca Tỳ Lê không?" "Thưa phải." "Kiếp này làm cá, kiếp sau sanh về đâu?" Cá buồn bã trả lời: "Kiếp sau sanh vào địa ngục." Ngài A Nan thấy lạ, liền hỏi Phật do nhân duyên gì gọi con cá đó là Ca Tỳ Lê. "Này A Nan, trước đây vào thời Đức Phật Ca Diếp, có vợ chồng ông trưởng giả sanh ra được một cậu con trai, đặt tên là Ca Tỳ Lê, có trí thông minh hơn người. Một hôm mẹ cậu hỏi: "Trong nước có ai học bằng con không?" "Thưa mẹ, trong nước không có ai học bằng con, ngoại trừ các vị sa môn." "Sao con không đến đó học?" "Mẹ biết không, muốn vào đó học phải cạo đầu, đắp y, mang bát mới được." "Con giả làm thầy tu, vô đó học xong rồi về, có gì mà sợ?" Nghe mẹ nói có lý liền làm theo. Do trí sẵn có, không bao lâu đã thông tam tạng kinh điển. Một hôm về thăm nhà, mẹ cậu hỏi: "Sở học của con bằng các vị sa môn chưa?" "Mẹ ơi, sở học của con ngang hàng chư vị sa môn, nhưng nói đến công phu thiền định thì con thua xa." Bà ta nghe qua nổi giận nói: "Sao con không học?" "Mẹ nên biết thiền định là phương pháp siêu hình, tự tu tự chứng, đâu phải học mà được, nên mỗi khi đàm luận thua là vậy. Con chớ sợ, nếu có thua thì cứ chửi. Người ta tu hành hiền lành, con chửi không đành. Con hãy nghe lời mẹ, cứ chửi thì mới thắng được." Khi về chùa, mỗi khi đàm luận với chư vị sa môn thua, liền nổi nóng, tự xưng ta đây học giỏi nhất trong nước, không có ai bằng. Các người toàn là lũ ngu si, đầu óc đần độn như trâu bò. Nói đến đây, Phật bảo: "Ca Tỳ Lê, vì ác tâm chửi mắng chư vị sa môn và khinh khi những người thiếu học, nên bị quả báo làm cá trăm đầu như thế." Sau khi nghe lời Phật dạy, ai nấy đều rùng mình rỡn gái, bi thương giao cảm, đồng thanh nói: "Tất cả chúng ta đối với thân, khẩu, ý phải thận trọng, chớ có tác ý, nói làm việc ác." Những người đánh cá thấy thế, liền đến trước Phật, thành kính chắp tay cầu xin xuất gia tu phạm hạnh. Phật khen thiện lai tỳ kheo, tức thời áo mặc trên mình họ hóa ra cà sa, trở thành các vị sa môn, theo Phật tu học, không bao lâu đắc quả A-la-hán. Ham chi danh lợi thế thường, hơn thua lời lẽ con đường diệt vong. Ca Tỳ Lê vì tham công, nặng lời to tiếng mắng dòng sa môn, cho nên quả báo giật dồn, đọa vào suốt loại xác hồn khổ đau. Khuyên trong hiện tại cùng nhau, nghiêm thân khẩu ý thường trao hạnh lành. Lời nói thô ác phỉ báng những bậc tu hành, phải lãnh lấy ác báo như thế. Cho nên có câu: "Thà rằng khuấy đục ngàn sông, chứ đừng khuấy động tấm lòng người tu." Trong kinh Báo Ân, Đức Phật dạy: "Này A Nan, tất cả chúng sanh tai họa từ miệng sanh ra, nên giữ miệng hơn là đề phòng lửa dữ. Lửa dữ đốt cháy tiền của thế gian, miệng dữ đốt cháy bảy tài sản của bậc thánh: tính, giới, tàm, quý, đa văn, trí huệ, xả ly." Quả báo của lời nói ác ghê gớm như thế mà có mấy ai ngán sợ, cứ mãi hơn thua từng chút, hạch hỏi từng câu, mỉa mai châm biếm đủ thứ, làm cho gia đình quyến thuộc phân ly, nhân loại thù hằn, xô xát lẫn nhau, gây bao tan tóc.
nên có lời khuyên: nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi khó hốt lại nào. Tục rằng lưỡi bén hơn dao, nói ra một tiếng đoạn bao nghĩa tình. Sự vui buồn trọng khinh thương ghét, thường do nơi mồm mép gây nên. Chỉ trong một tiếng cất lên, hoặc tan sự nghiệp, hoặc nên cửa nhà. Trong kinh Phạm Vọng nói: tất cả chúng sanh đều là ông bà cha mẹ, nhiều đời chết đi và sanh trở lại. Nếu chúng ta chửi người nào đó, tức là chửi ông bà cha mẹ của mình, chứ không ai xa lạ. Nhưng có mấy ai nghĩ thế? Đa số cho rằng nếu mình hiền sẽ bị người khác ăn hiếp hoài, phải tỏ ra hung dữ chửi lại cho nó ngán sợ. Quý vị nên nhớ, mình bị người ta chửi mình rồi mình chửi lại, nó có điều kiện kéo dài thời gian, chẳng khác nào xúi họ chửi thêm mà không hay. Hơn nữa, kẻ chửi mắng là xấu rồi, nếu chửi lại, ngay đó mình đã hóa ra người hung dữ, chẳng khác nào dành tội với họ, cả hai đều sa đọa. Vậy ta không nên nói lời thô bỉ với bất cứ một ai, mà phải dùng lời dịu ngọt. Lắm lúc có người sẵn sàng giúp ích cho mình, nhưng khi người ta nghe nói lời không vừa lòng, họ liền không giúp. Người kia nóng giận nói ào ào: chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa. Nhìn chung ta họ khác chi nhau, bởi thế nên tôi cứ mỉm cười, dẫu ai chửi mắng vẫn vui tươi. Mặc tình họ cố tâm gây sự, lòng vẫn yên vui giữ nụ cười. Muốn khắc phục những ý niệm đấu tranh hơn thua, chúng ta hãy xem qua câu chuyện trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Chuyện kể, một hôm Đức Phật đi du hóa đến thôn nọ, tín đồ Bà La Môn bỏ đạo theo Ngài gần hết. Ông Bà La Môn Akasaka vô cùng oán hận, thừa cơ hội Phật đi khất thực, chặn đường chửi hoài, nhưng Ngài vẫn bình tĩnh bước đi. Ông ta tức giận nói: này, Cồ Đàm có nghe tôi chửi không? Ta nghe rất rõ ràng. Nghe tại sao không trả lời? Này Bà La Môn, giả sử nhà ông có đám dỗ, khi đãi xong khách ra về còn dư quà bánh, ông đem tặng nhưng người ta không nhận, quà bánh là của ai? Nếu tôi tặng họ không nhận, quà bánh là của tôi. Cũng thế, những lời ông chửi mắng nhưng ta không nhận, ngươi tự thọ lãnh. Nhân đó Phật nói kệ: chửi mắng kẻ lương thiện, kiêu mạn khinh miệt người, như ngước mặt lên trời mà phun nước miếng vậy. Nước miếng chẳng đến trời, trở lại rơi trúng mình. Người hiền không thể hại, kẻ ác tự hại mình. Bà La Môn Akasaka nghe Phật thuyết pháp xong, tâm liền tỉnh ngộ, ăn năn sám hối, cầu xin Phật xuất gia. Phật cho phép ông ta xuất gia làm tỳ kheo. Ông tinh tấn tu hành, không bao lâu chứng đắc đạo quả A-la-hán. Phật bị người ta kêu tên chửi mà Ngài không nhận, nên nội tâm được an lạc. Còn mình, hễ ai nói động tới tên là đôi chối hơn thua tới cùng. Vì dễ nhận quá nên phiền não khổ đau triền miên không dứt. Muốn cho thân tâm được an lạc, kinh Pháp Cú dạy: ví như đá núi Tây Đình, dông nào lai chuyển rung rinh bao giờ. Tâm người đại trí trơ trơ, chê khen cũng mặc, lặng lờ như không. Để tránh quả báo xấu gieo nhiều phước lành, Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy: gương mặt hiền lành hoan hỷ, không sân hận bực tức, miệng luôn luôn nói lời đạo đức, khiến cho người nghe sanh tâm vui mừng hướng thiện, không làm ai đau khổ vì lời nói của mình. Đó là đồ cúng dường hảo hạng và mùi hương thơm cao quý nhất. Quý vị có tiền mua hoa quả hương thơm cúng dường Phật, ông bà, đó là điều tốt, nhưng không bằng gương mặt tươi cười, lời nói hiền dịu với mọi người. Tôi thiết nghĩ
Việc đó ai làm cũng được. Hằng ngày gieo tạo phước duyên, quanh năm suốt tháng chẳng làm phiền ai. Thương yêu quý mến trong ngoài, cả đời hạnh phúc không ai oán hờn. Nói tóm lại, người không nói lời thô ác, chẳng hề moi móc việc xấu của ai, thường đem lời thanh nhã, hiền hậu, đạo đức, đầy lòng từ bi, hỷ xả, đối xử tốt đẹp với mọi người, thì đâu có sanh thù oán với ai. Nhờ thế nên thân tâm thường được an lạc. Người đó đi đến đâu, nói ra điều gì, mọi người đều hân hoan, kính trọng, dân lạc. Theo Kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy: người không nói lời thô ác, thời thành tựu được 8 món tịnh nghiệp. 1. Lời nói không trái pháp độ. 2. Lời nói có ích lợi. 3. Lời nói quyết hợp lý. 4. Lời nói thừa lãnh được. 5. Lời nói được tín dụng. 6. Lời nói đẹp đẽ. 7. Lời nói không thể chê. 8. Lời nói được ưa thích. Nếu đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được đầy đủ phạm âm tướng của Như Lai. Phạm âm là tiếng nói trong lành, êm dịu, thánh thoát như tiếng chuông ngân. Ngược lại, nếu người nào ác tâm hủy bán tam bảo, làm cho chánh pháp suy đồi và chửi mắng ông bà, cha mẹ, anh chị em, bà con lối xóm, trong Khế Kinh Phật nói: hạng người như thế trái đạo từ bi, gieo giống địa ngục, chết xuống âm phủ bị quỷ sứ cắt lưỡi ra rồi bắt ăn lại, trong miệng dòi tửa, máu mũ tuôn trào, tiếp theo thọ thân cầm thú, ăn dơ uống bẩn, nghe tiếng kêu ai cũng phát ghét, khi tội hết mới được làm người. Nói không ai nghe, làm chẳng ai theo, diện mạo xấu xa, hơi miệng hôi thối, môi sức răng mẻ, câm ngọng liếu lo. Phật dạy: thà lấy dao bén cắt lưỡi chịu khổ nhiều kiếp, chớ có thốt ra lời hung dữ, chửi rủa mắng nhiếc người tu kẻ tục, ác báo khó hết. Tha ngươi, lời nói thô ác mắc tội đến thế, người học đạo há chẳng ngăn ngừa lắm sao? Cổ đức kệ rằng: tới ác khẩu thứ 6 bày biện, tiếng tục tằn thô lỗ hung hăng, nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu, hâm đánh giết những người hèn yếu, hiếp xóm chồm cô bác chẳng kiêng, trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế kêu sang thần thánh, chẳng kiêng nể Phật trời thượng cảnh, cõi Long Cung mời thỉnh tối ngày, đời ám u tội trạng thảm thay, khuyên bá tánh bá gia ráng bỏ, gương tổ phụ còn soi lại đó, sao không theo nề nếp gia phong, chư thánh thần đâu có bất lòng, mà kêu réo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là rồng rặc, những đàn bà khe khắc cháu con, kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ác mang tai ách, lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. 7. Không nói ý ngữ. Ý ngữ là lời nói thêu dệt, thêm bớt chuyện người, trau chuốt làm cho câu văn ngọt ngào hấp dẫn, để quyến rũ người nghe siêu lòng lạc dạ, làm việc sái quấy, lợi dụng lòng tin của người để trục lợi. Tại sao Phật cấm nói lời ý ngữ? Vì đó là lời nói vô nghĩa độc ác, không có lợi ích. Nó chỉ đem đến những sự phiền phức, khổ mình, hại người, gây thêm oan trái, tổn giảm phước đức. Những nam nữ vị thành niên nhẹ dạ, lạc lòng, đành bỏ cha mẹ đi vào con đường trụy lạc, cũng vì lời nói dụ dỗ. Người có tánh nóng nảy, thiếu sáng suốt, nghe ai nói chi cũng vội tin, nên thường bị mất bạn, thêm thù. Có người rất tận tụy trung thành,
nhưng bị bỏ rơi cũng vì lời sàm tấu của bọn niệm thần. Kẻ nói lời thêu dệt chỉ lừa những ai nhẹ dạ dại khờ, thiếu đạo đức, chứ người có trí huệ không nghe theo họ. Hơn nữa, kẻ nói lời thêm bớt, khi người ta biết được, ai cũng kinh tởm lánh xa. Ngày đó họ thất bại trên mọi lãnh vực, bởi gây ác cảm với mọi người, có khi đưa đến mất mạng. Bởi tích chứa những mầm giống ganh ghét đố kỵ, nên lúc nào cũng thấy lỗi người để thêu dệt, lỗi mình không thấy. Cũng như con mắt nhìn thấy sự vật bên ngoài mà không tự thấy được nó. Hạng người như thế chẳng khác nào đi vơ rác phiền não bỏ vào nhà mình, làm cho dơ bẩn, hôi thối, khổ sở mà không hay chẳng biết, lại bảo người khác ghét hùa theo mới chịu. Nên ca dao có câu: ghét người thời kiếm chuyện dệt thêu, thương diện lẻ thấp cao bào chữa, thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo. Thương nhau thương cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Nói đến quả báo của tánh ganh ghét đố kỵ thêu dệt, trong truyện cổ Phật giáo nói, vào thời Đức Phật, có ông thầy tên là Lôsaka, từ thời nhỏ đã chịu cảnh nghèo đói, đến khi xuất gia, mỗi lần đi khất thực, ít có ai cúng nên thường bị đói khát, cứ như thế kéo dài cho đến chết, không có lúc nào được no bụng. Chư tăng thấy thế hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì mà thầy Lôsaka lãnh thọ quả báo như thế? Phật nói: sở dĩ thầy Lôsaka bị chết đói là vì trong tiền kiếp có ác tâm nói thiêu dệt bêu xấu quý thầy, ngăn cản không cho Phật tử cúng dường, cho nên bây giờ phải bị quả báo đói khát cho đến chết như thế. Sau khi chấm dứt pháp thoại, ai nấy đều than rằng: ghê gớm thay cho tánh đố kỵ. Tất cả đại chúng đồng dâng lời Phật dạy, phát nguyện trọn đời tu hạnh tùy hỷ, khen ngợi khi thấy người khác hơn mình. Chuyện trên là bài học để tự nhắc nhở mình: nếu nói xấu quý thầy, tức là mình đã xấu trước, vì người hiểu đạo sẽ đánh giá ngay. Người hay nói xấu kẻ khác chứng tỏ họ còn phàm tục quá, chưa biết tu là chi. Vì người chân tu thường thấy lỗi của mình lo cải sửa, đó mới là tu thật. Còn ai tối ngày cứ đi rêu rao chuyện người, tức là tu giả dối. Nói xấu người ta không mất gì, chính mình lại phập phồng lo sợ họ biết được, sanh chuyện lôi chối, lại bị người nghe kinh khi ngược lại mà không hay biết, cứ khoái chí nói mãi, nói cho nhiều thì người đời ghét càng nhiều, có ích gì đâu. Như chuyện trong sách Sử Thế kể, có anh chàng tên là Nhiều, tối ngày cứ đến hết nhà này tới nhà nọ, dòm ngó soi mói, thêu dệt chỉ trích, đã kích người khác đủ điều. Kết quả khi người ta biết được bộ mặt xảo trá lắm mồm nhiều chuyện đó, ai cũng chán ghét. Đến lúc anh ta lâm vào cảnh nghèo đói, bệnh hoạn, tai nạn, chẳng có ai tới thăm hỏi giúp đỡ, khi chết không có người đưa đám, cũng do cái miệng gây ra. Có nhiều người nói chuyện nghe rất đáng thương: trên thế gian không có ai thông cảm với tôi được hết, ở nhà cha mẹ không thương, ra ngoài xã hội chẳng có ai ưa. Thử hỏi, tại sao họ không thông cảm? Có phải chăng do lòng cố chấp quá nặng, mỗi khi mở miệng ra thì đề cao mình lên, chê bai thêu dệt hạ người ta xuống? Thử hỏi ai thông cảm được? Những ai hay than điều đó là do thấy lỗi người, liền sanh tâm ngã mạn xem thường tất cả. Khi đã tỏ ra thái độ khinh mạn hay chê bai nói xấu thì họ không thể nào thông cảm mình được. Từ đó ai cũng tránh xa, nên trở thành kẻ cô độc, rồi đâm ra chán đời, oán người. Như thế tại sao mình cô độc? Tất cả đều do quá đề cao bản ngã và xét nét lỗi người. Ai ơi, ít nói là vàng, nói nhiều nhiều lỗi trái ngang cũng nhiều.
chi bằng ít nói bao nhiêu, khỏi điều phiền não, khỏi điều thị phi. Minh Phát. Muốn có cuộc sống hài hòa yên vui, chúng ta phải luôn luôn thấy lỗi mình mà quên cái dở của người, thì tự nhiên bản ngã xuống liền. Vì thế Lục Tổ dạy, nếu người thật chân tu, không thấy người đời lỗi. Nếu thấy lỗi của người, lỗi mình đến bên trái. Người sai ta không sai, ta sai tự có lỗi. Chỉ dẹp tâm mình sai, dứt trừ phiền não sạch. Thương ghét chẳng bận lòng, duỗi thẳng hai chân nghĩ. Qua bài kệ trên, Lục Tổ nói, nếu người thật chân tu, không thấy lỗi người đời. Nếu thấy, tức là tu giả. Vì người tu thật lúc nào cũng nhắc nhở mình, sao mà ăn nói không lựa lời, lại còn thị phi phiền não nổi sân. Cứ nhớ như thế, tự khiển trách mình, và luôn luôn thấy ai cũng tốt. Ngược lại, chỉ thấy lỗi người thì dễ sanh tâm quỷ bán thêm bớt chuyện người ta. Ngày đó mình đã sai rồi, họ lỗi là chuyện của họ. Nếu thấy khuyên được thì tốt, bằng không cứ giữ mình đừng lỗi là được. Ai nói làm sao mặc kệ ai, miễn ta giữ vẹn tấm lòng ngay. Nếu ta chân chánh, người cho sái, chân vẫn hoàn chân, thật chẳng sai. Giác huệ. Nói tóm lại, người không nói lời thêu dệt, thời không có ai phiền trách oán hận. Nhờ thế tâm trí được an nhàn, ung dung tự tại. Thường đem giáo lý chân thật khuyên nhủ, làm cho chúng sanh được an vui, nên ai nghe đến tên cũng đều cảm phục oai đức. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy, người nào không nói lời thêu dệt, thời thành tựu được ba món quyết định. Một, quyết định được người trí ưa thích. Hai, quyết định dùng trí như thật đáp các lời hỏi. Ba, quyết định có oai đức tối thắng đối với nhân thiên không hư vọng. Nếu đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được đức Như Lai thọ ký chẳng có luống dối. Đức Phật đã thọ ký thời không bao giờ rơi vào tam đồ ác đạo. Ngược lại trong kinh A Hàm, Phật dạy, nếu người nào điên đảo, thị phi, ganh ghét người hiền, thêu dệt não hại chúng sanh, kẻ đó đi đến đâu ai cũng ghét bỏ, phước đức càng giảm, thêm lắm tai họa xa lìa chánh pháp, thân hoại mạng chung, đọa vào ba đường ác, chịu nhiều thống khổ. Lời nói thêu dệt mang hại đến thế, người trí há chẳng ngăn ngừa lắm ư? Cổ đức khuyên ta, ác thứ bảy ỷ ngôn chất chứa, đợi cho người lầm lỗi xéo dày. Của tiền nhiều tự phụ rằng hay, chủ ỷ thế nhiếc xài kẻ dưới. Lắc léo chi có ba tức lưỡi, quan ỷ khôn mạt sát dân ngu, nghèo ỷ lanh láo xược lu bù. Ôi thấy thế lòng đau tận cắt, khuyên bá tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường công. Dùng tự ngôn nói tận đáy lòng, dù trên dưới cũng không mấy khác. Chúng vô phước đời này dốt nát, người khôn ngoan chỉ dẫn mới là. Lời trang nghiêm êm ái thốt ra, đừng châm biếm mới là chân thiện. Chúng ta phải biết rằng khẩu nghiệp là cái quả môn của hết thảy oán thù. Cho nên chư Phật đều dạy, không được nói lời dối trá, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời thêu dệt, nói lời vua nịnh, quanh co, hoa mỹ, phù phiếm, khinh khi, thô bạo, biện bác, xảo lanh, quỷ quyệt, vô nghĩa, nói ngược, nói xuôi, đảo lộn trời đất, để lợi mình hại người, chê bai lẫn nhau. Nói đến mình thì bao nhiêu phước đức đều quy tụ về mình. Nói đến người khác thì bao nhiêu điều ác độc đều đổ hết cho họ. Quỷ bán người hiền lương, vu khống kẻ vô tội, vô đạo, vô nghĩa, không nghĩ đến tai họa của nó, nên mắc phải ác báo nhiều kiếp không thôi.
Cho nên kinh nói, trong ba nghiệp thân, khẩu, ý, khẩu nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Lời nói là một kho báu sẵn có trong từng người, nhưng đòi hỏi chúng ta có biết sử dụng hay không. Phật dạy, phàm khi nói phải hội đủ bốn yếu tố. Một, lời nói phải đúng sự thật, có nghĩa là mắt thấy tai nghe, hội đủ các chứng cớ mới nên nói. Nhưng nếu nói ra làm hại người cùng vật thì không nên nói. Như chuyện tiền thân Đức Phật làm thầy tỳ kheo, một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối, bỗng thấy con nai chạy ngang. Người thợ săn đuổi theo gặp thầy liền hỏi, thầy có thấy con nai chạy qua đây không? Thầy nghĩ, nếu mình nói không thì phạm giới nói dối, còn như nói có thì gián tiếp chỉ cho thợ săn giết chết con nai. Thầy chợt nghĩ ra ý hay, liền đứng lên trả lời, từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy gì hết. Người có trí đối diện với thực tế, cho dù có khó khăn đến đâu cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp, đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư vọng. 2. Lời nói phải hợp thời. Người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi, buồn phiền, nóng giận, bệnh hoạn hay giữa đám đông, khoan nói, đợi cho họ mạnh khỏe, vui vẻ mới nên nói. Nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tháo trắng trợn, làm tổn thương danh dự người ta, mà phải hết sức tế nhị, khéo léo. Thí dụ, nhà bên cạnh cao hơn nhà mình, họ thường xả rác xuống, khi đó không nên tức giận la mắng, mà chỉ nên nói với chủ nhà, anh chị thông cảm, bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ, để nó không biết nó xả xuống nhà tôi dơ quá. Nếu họ không sửa đổi, mình nhờ người có uy tín quen biết với họ khuyên giùm. Ông bà ta thường nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau, đừng vì một chút không đáng mà làm mất lòng đôi bên thì không nên. Hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi, khi đó chỉ cần đem hình ảnh gia đình nào đó gần bên thường xảy ra xung đột, nhờ ông chồng giải thích tại sao họ bất hòa, tranh cãi, đánh đập lẫn nhau. Bản chất con người là thích làm thầy đời. Anh ta nghe thế khoái chí nói, ông chồng kia thì thô lỗ, ăn nhậu bồ bịch lôi thôi, còn bà vợ lại lười biếng, ăn xài phung phí, nói dai, không quán xuyến công việc nhà. Khi đó chỉ cần nói, nhờ sự hiểu biết sáng suốt đức độ của anh nên gia đình mình được yên vui. Nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai, chỉ cần nhắc lại là đủ. Không riêng chuyện vợ chồng, mà bất cứ trường hợp nào cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng, đều có kết quả tốt đẹp. Đó là nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết, tưởng chừng như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới lạ. Trong việc sửa lỗi đóng góp một vai trò rất quan trọng, vì con người sống trên cõi đời nếu chưa phải là bậc thánh thì ai cũng có khuyết điểm. Khi khuyết điểm thành thói quen, bám rễ sâu vào nếp sống thành tật xấu. Vì thế, bất cứ tổ chức nào từ trong gia đình cho đến xã hội, tôn giáo, khi có lỗi lầm cần chỉnh đốn lại mới tránh được những lạm dụng, bê trễ, gian tham, rối loạn, bất công. Muốn diệt trừ những tật xấu ấy, phải nhờ đến bậc bề trên sửa lỗi lầm cho thì mới tiến bộ trên đường tu đức. Có điều chúng ta nên lưu ý, trước khi sửa lỗi ai, mình phải làm gương tốt trước và môi trường hoàn cảnh để sửa đổi như thế nào cho hợp lẽ đạo. Có lắm người tuổi còn nhỏ, địa vị thấp, nhưng lại mang trong mình dòng máu làm thầy đời, ăn sâu vào tâm can. Lỗi của mình không lo tu sửa, hễ gặp ai cũng dạy luân lý, rồi cắt nghĩa chuyện đời phải quấy, lại còn la rầy lên giọng dạy đời, bắt buộc người ta phải theo ý chủ quan của mình. Sửa lỗi theo kiểu đó rất là nguy hiểm. Xem lịch sử Trung Quốc, thấy rõ chuyện Ngũ Tử Tư bỏ mạng
cũng vì sửa lỗi vua Ngô, Tỷ Can bỏ mạng cũng vì sửa lỗi vua Trụ. Lúc Khổng Tử đến kinh đô nhà Chu, vào nhà Lão Tử thăm, khi ra về được Lão Tử tiễn chân bằng những lời mà người thời nay cho là kinh thánh của Sử Thế. Đại khái ông nói: kẻ giàu tiễn người bằng tiền của, tôi nghèo xin tiễn ngài bằng đôi lời nói. Ngày nay kẻ sĩ mắc nạn thường là kẻ bươi móc việc xấu của người đời, làm cho thân khổ cũng vì chỉ trích tội lỗi của kẻ khác. Quân tử phải cư xử như người ngu, dẹp lòng đa dục, trừ tâm khiêu khích, tránh lối ăn mặc lòe loẹt, chớ khinh ai hết. Khổng Tử nghe qua vui cười thủ lễ cảm ơn. Nhờ nghe những lời thâm thúy của Lão Tử nên Khổng Tử ẩn thân vào nơi yên tịnh, lo trước tác hơn là đi du thuyết. Sự nghiệp vĩ đại của ngài thành tựu được phần lớn là nhờ ẩn cư an bần lạc đạo. Truyện trên cho chúng ta thấy Khổng Tử là một nhà hiền triết, mà còn phải cần những lời khuyên ấy để áp dụng trong đời sống. Còn chúng ta tài đức bao nhiêu mà lại đi hết nơi này đến chỗ nọ chỉ trích, đã kích những lỗi lầm của kẻ khác. Nếu là người hiền trí, họ ý thức sửa sai. Trái lại, chẳng may gặp kẻ hung dữ độc ác, họ sẽ hãm hại ta. Bản chất con người ai cũng giàu lòng tự ái, đừng bao giờ hại tội người ta một cách trắng trợn. Thủ tướng người Anh đã từng nói: Thượng đế hành phạt tôi thế nào thì phạt, miễn đừng cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi. Cho nên khi sửa lỗi lầm của ai, ta nên bình tĩnh sáng suốt, mời họ ngồi vào bàn hòa giải trong tinh thần tôn trọng đối phương. Ta dùng cách nói khiêm tốn hòa nhã thì người ta dễ chấp nhận hơn. Trái lại, nếu mình nói với giọng dao to búa lớn, xúc phạm người ta một cách quá đáng và chỉ trích với thái độ hách dịch, thì chắc chắn người nghe chống đối lại. Chứ ta đừng mong thuyết phục được ai. Người ác đến đâu, có lúc họ cũng lắng nghe tiếng nói của lương tâm, nhận ra lẽ phải. Từ xưa đến nay, có biết bao bạo chúa hiếu chiến, tàn sát lê dân, nhưng có lúc họ cũng biết lắng nghe lẽ phải. Lúc Hạng Võ đến thành Ngoại Quỳnh, ra lệnh chôn sống tất cả thanh niên, có một em bé 13 tuổi tên Cừu Thúc đến nói với Hạng Võ: muôn tâu bệ hạ, bệ hạ có nhận thấy rằng hễ hại ai thì người ấy hại lại, thương dân thì dân thương lại? Hạng Võ nghe lời nói phải, liền chỉ thị rút lại lệnh tàn sát, rồi ra lệnh quân binh bảo vệ tài sản và mệnh sống của dân chúng. 3. Lời nói phải cẩn thận. Nghĩa là khi nói ra, phải đo lường tác dụng của nó tốt hay xấu, phía sau có di họa gì không. Nhiều người tuy không trực tiếp lấy dao, cầm súng, đâm chém, bắn giết người khác, nhưng họ lại đã kích nhau bằng những binh khí miệng lưỡi, còn lợi hại hơn cung tên giáo mát. Ở đời, có nhiều người ăn nói độc địa, làm cho người nghe giống như bị ngộ độc, tủi nhục mà chết. Chúng ta nhìn cuộc sống xung quanh, hay nghe đài, xem báo, thấy có nhiều câu chuyện không đáng, nhưng lại đưa đến chết người. Như báo đăng tin, có bà nội nghi đứa cháu lấy tiền, liền chửi mắng nàng dâu: mày đừng có dạy con tham lam giống dòng họ bên ngoại của nó. Cô dâu quá tức giận, đè đứa con xuống đánh một hồi, lỡ tay làm đứa con bị chết. Kết quả người mẹ vô tù ngồi, còn bà nội thì hối hận suốt đời. Trong xã hội có vô số trường hợp rắc rối, như trong sách Ứng Xử nói: trong gia đình nọ có cậu con trai tên là Tấn, cậu ta thường tụ tập bạn bè để đi ăn nhậu hút chích. Đã nhiều lần bị cha mẹ ngăn cấm, nhưng Tấn vẫn tiếp tục ăn chơi sa đọa. Một hôm, ông cha thấy Tấn dẫn bạn về nhà với bộ dạng say sưa, ông vô cùng tức giận mắng Tấn trước mặt bạn bè.
Mày là thằng mất dạy, tao nói hoài mà không nghe, cứ đi ăn chơi hoài. Đồ lì lợm không biết xấu hổ, sống chật đất, mày uống thuốc độc chết phúc cho rồi đi. Tấn Từ Ái tức giận, buồn tủi, lấy thuốc độc tự dẫn chết. Nên có câu, chót lưỡi là kiếm phong tuyền, giết người chẳng máu, lụy phiền biết bao. Quý vị cố gắng lấy đạo đức khắc phục nghịch cảnh, chuyển hóa được thì tốt, bằng không coi như đó là nghiệp mà mình phải trả. Nếu chẳng nghĩ thế thì dễ gây thêm ác nghiệp, oan trái biết bao giờ mới trả hết. 4. Lời nói phải xuất phát từ lòng thương yêu chân thật. Muốn có lời nói trọn lành trong sạch, mang niềm vui đến cho mọi người, chúng ta phải có lòng từ bi hỷ xả những lỗi lầm của người chung quanh. Khi đó mới là ái ngữ chân thật, xuất phát từ lòng thương yêu, ban niềm vui đến mọi người. Trong Kinh Tạng Nikaya, Phật dạy, người nào nói lời chân thật, bảo vệ sự thật của người khác, thực hành được như thế mới gọi là biết hộ trì chân lý. Thuở Phật còn trụ thế, một hôm có ông Bà La Môn đến hỏi Phật, thế nào là hộ trì chân lý? Phật đáp, người nào đối với chánh pháp có niềm tin bất đồng, từ bỏ lời nói dối trá, đâm thọc, thêu dệt, thua ác, thường đem lời lành giáo hóa chúng sanh, đó là người biết hộ trì chân lý.